Tôi đã hiểu được thấu đáo điều này, con người cần phải làm mọi việc cho đúng lúc, phù hợp với lứa tuổi của mình. Nếu không sẽ thành trò cười cho thiên hạ, người ta nói vậy mà đúng, ai đến 54 tuổi đầu còn chơi bời phá phách thì kẻ ấy sẽ không còn được yên ổn ở trên cõi đời này. Nếu anh ta nhất định muốn chơi bời thì hãy chơi bời vào cái tuổi 20, không thì 30 đi. Chứ tôi đây cầu chơi phù hộ cho bạn khỏi phải thấy cảnh ấy lại chơi bời vào lúc 58 tuổi đầu và nếu như ngày hôm nay tôi đang phải ngồi trong nhà thương biên thì ngoài bản thân mình ra tôi không còn biết buộc tội cho ai được nữa tôi đã bị trừng phạt thích đáng về tội chơi bời không đúng thời đúng tuổi cầu xin đấng allah giữ gìn cho bảy con của ngài khỏi lầm đường lạc lối tôi có thằng con trai học năm cuối cùng ở trường đại học bách khoa và một đứa con gái cháu nó lại xinh đẹp nên chúng tôi phải vất vả lắm mới buộc nó học hết được bậc trung học nó đi lấy chồng rồi Tôi đã có hai đứa cháu ngoại. Thôi, để tôi kể cho các bạn nghe từ đầu tôi đã phát dồ và phải vào nhà thương biên như thế nào. Bạn thấy đấy, tôi có nói nhảm đâu. Tôi đang nghị luận một cách bình thường đấy chứ. Tôi có thể đặt câu không kém gì xát ma mớt. Tôi nói còn chi lý và logic hơn cả nhiều nghị sĩ nữa kia. Nhưng dù sao thì tôi cũng đang ở trong nhà thương biên. Nguyên nhân mọi chuyện chỉ là tại chát xình chát chát bùm. Vâng kẻ tôi tớ trung thành của các bạn đây vốn là luật sư. Bạn còn nhớ xưa kia ta từng có một trường luật đấy chứ? Tôi tốt nghiệp chính cái trường ấy đấy, mà còn được xếp vào loại yêu nữa kia, giờ thì gọi là giỏi, ấy mà. Quả tình tôi là một luật sử, song không ở trong số những kẻ đi cãi cho bọn, cho sói, khét tiếng mồ thịt cả mẹ, cả chị, cả vợ, cả con gái và hàng chục mạng người thân thích khác. Những chuyện ly dị cãi cỏ trong gia đình và mọi thủ đoạn buôn bán rắc rối ôi cũng chẳng nhận cãi làm gì. Đã mấy năm nay rồi, tôi chỉ là luật sư ăn lương nhà nước tại một sở nọ, nghĩa là làm cố vấn tư pháp. Tất cả bạn đồng học của tôi đều đã trở thành những ông hoàng. Lần nào đến văn phòng của họ tôi cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Không, lại rời, tôi không ghen tị với ai cả, nhưng mỗi khi trông thấy các cô đánh máy trẻ măng của họ, tôi không tài nào nhịn liếm môi được như tôi đã nói đấy, tôi đã bỏ lỡ mất thời cơ, không làm đúng lúc cái công việc đáng lẽ phải làm và bây giờ thì đứng nhìn người khác mà. Cuối cùng, tôi không chịu được nữa. Tôi bèn gửi đăng báo, văn phòng luật sư cần mướn một nữ thư ký trả lương hậu. Tôi có nghe nói trên thế giới này đàn bà nhiều hơn đàn ông, nhưng nhiều hơn bao nhiêu thì tôi chịu không hình dung nổi. Ai đến xin làm nữ thư ký cũng ngâm nghĩa tôi như người đi tậu nhà vậy. Họ đưa ra hàng tràng câu hỏi, tựa hồ không phải tôi muốn mướn họ mà họ định mướn tôi ấy và sau mỗi cuộc lục vấn như vậy họ bỏ đi buông thõng một câu để tôi nghĩ xem và trả lời sau tôi không nhớ là trong đời tôi đã có bao giờ phải tốn nhiều nước bọt đến thế hay không đồng thời tôi cũng thấy khiếp sợ ngày thứ ba sau khi đăng báo có một cô đến văn phòng tôi không phải một cô gái thường đâu mà là một hồ ly tinh hiện hình thì đúng hơn bạn đừng nóng ruột tôi sẽ tả kỹ cô nàng và bạn sẽ phải tin tôi thôi. Trên vai, cô ta đeo một cái sắc như loại các sĩ quan vẫn mang khi diễn tập, chỉ khác cái là to gấp đôi. Chiếc váy cô ta mặc là tứ váy mà ta không thể nào hiểu nổi đâu là trên, đâu là dưới ửa. Và dưới chiếc váy, giật gân, ấy là hai bắp chân nõn nà tựa hồ hai quả ô liu khêu gợi, hãy ăn tươi nuốt sống chúng tôi đi. Đôi chân để trần đi giày cao gót, mớ tóc lộng lẫy châm đến vai. Ôi, trời đất! nhân danh đấng sáng thế, xin hãy cho tôi có đủ sức. Tôi thoáng nghĩ thầm, và khi cô ta ăn đưa cặp đùi tiến lại bàn tôi thì suýt nữa tôi đã ngã gục xuống để trở thành một vật hy sinh của tình ái. Ông cần nữa thư ký, cô ta hỏi, tôi không còn đủ hơi sức để trả lời, tôi cũng không nói ra nổi được lấy một tiếng nào cả. Tôi chỉ nhớ là ngực tôi phập phồng như bể lò rèn. Cô nàng ngồi xuống trước mặt tôi. Em tên là Bixon hả? À? Cô ta bắt đầu 21 tuổi, cao một thước 62, nặng 57 cân. Nỗi ham thích duy nhất của em là khiêu vũ. Em rất mê nhảy, mục đích đời em là trở thành tài tử điện ảnh. Trong các loại hoa, em thích nhất hoa mộc lan, nước hoa thì loại, Oregon. Mối tình cuối cùng của em là một thủy thủ Mỹ, vừa kể cho tôi nghe đoạn tiểu sử ngắn ngủi ấy, cô ta vừa ra sức nhai kẹo cao su. Thấy tôi cứ lặng thinh, cô ta hỏi, thế nào, có được không ạ? Tôi hé mắt nhìn, chiếc váy mặt thế hênh quá, lấy hết nghị lực, tôi cố sức thốt lên, đưa. Ư, ừ, ợp la, á, à, em mờ, em xin 300 đồng một tháng ạ, à? từng ấy thì gần bằng tất cả số lương luật ra của tôi rồi còn gì, nhưng không sao. Đối với cô nàng thế này thì cũng không tiếc, thế là chúng ta đã làm quen với chat xình chat chát bùm rồi đấy. Cô ta chính tên là Biết Sần, nhưng tôi gọi cô là chat xình chat chat bùm. Vì sao? Vì ngay hôm đầu, ngay từ cái giờ phút đầu tiên ấy cô ta đã luôn miệng nhắc đi nhắc lại chát xình chát chát bùm chát xình chát chát bùm đồng thời cứ giật giật người lên một cách lạ lùng và khẽ nhúng nhảy công việc tôi đang làm đương nhiên là bị xếp xó rồi chúng tôi cùng ăn bữa trưa và bữa chiều với nhau đến thứ sáu cô ta hỏi chủ nhật này ta đi đâu ạ à? em thích đi đâu thì chúng ta đi đấy tôi đáp ta ra ngoại thành chơi nhé thế là chúng tôi đi ra ngoại ô thành phố đến các hòn đảo các khu vườn mọi sự đều hay nhưng những cuộc đi ấy chẳng mang lại được cái gì béo bở cho tôi cả tôi sợ đụng phải cô ta giá cô ta vô tình bỗng chạm phải tôi thì tôi giật thoát người lên như bị điện giật vậy ngoài ra lần nào cô ta cũng kiếm một chàng trai trẻ nào đó và họ bắt đầu ưỡn nẹo chát xình chát chát bùm chát xình chát chát bùm họ nhảy đến hàng giờ đồng hồ làm như thể tôi may sắm cho cô ta cho ăn cho uống dẫn đi chơi lại, kèm thêm việc bỏ vào túi cho cô ta 300 đồng, để cô ta vui chơi với kẻ khác. Có lần một thằng mất dậy nào đó trông thấy hai chúng tôi trong hiệu ăn đã hỏi, đấy là con gái ông. Ối chà chà, tuyệt quá, tôi bèn cạo dâu mỗi ngày hai lượt, sơ mi yêu hột, quần là thẳng nếp, mỗi ngày một bộ côm lê mới, bông hoa gài ngực áo. Vợ tôi thường hỏi, mình làm sao thế? Làm thế nào được? Thời buổi bây giờ phải thế tôi đáp quanh co. Tôi điên ngươi vì cô nàng của tôi lại cứ ngứng nhảy với bất kể một tên đê tiện nào. Cuối cùng, tôi nói thẳng cho cô ta biết là tôi ghen. Giá bạn được thấy cô ta biến sắc đi như thế nào? Nàng tiến lại gần, ngồi vào lòng tôi, đỡ lấy cằm tôi mà nói. Ông già ơi, ông chẳng biết quái gì cả. Giá như ông biết nhảy có phải hay bao nhiêu không? Đó là cử chỉ ở yếm nhất mà tôi được cô ta ban cho trong đời. Một ý nghĩ vụt nảy ra trong óc tôi tôi sẽ học nhảy giấu cô ta, tôi sẽ cho cô ta một mẻ ngạc nhiên. Bây giờ thì hắn không còn ai lôi được cô ta ra khỏi cánh tay tôi nữa. Nhưng đã ngần này tuổi đầu mà còn đến trường học nhảy thì làm sao coi được. Tôi bèn kín đáo học lỏm cách giơ chân múa tay của những kẻ bỏ mặc tôi. So sánh với những điệu nhảy thời nay thì những điệu nhảy khi xưa của chúng tôi chẳng qua như ngỗng bước. Về đến nhà tôi và ngay trong buồng khóa cửa lại và bắt đầu nhảy chân rậm miệng nhịp chát xình chát chát bùm chát xình chát chát bùm bị kích thích đến quá đổ tôi rậm chân mỗi lúc một mạnh những người ở tầng dưới lúc đầu tưởng là tôi gõ để báo cho họ khỏi làm ồn nên mọi người lập tức yên lặng ngay nhưng sau đó tiếng rậm chân và những tiếng động lạ tai cứ tăng lên mãi nên họ bèn lên gác chỗ tôi xem sự thể ra sao nghe thấy ồn ào vợ tôi con trai con gái con rể các cháu tôi chạy cả lên và nhòm qua lỗ khóa trời ơi ông cụ phát điên rồi mọi người lo lắng nói vợ tôi bèn bảo ít lây này tao thấy cung cách ông ấy có cái gì đáng ngờ lắm tao đã để ý thấy có cái gì khang khác tôi vẫn tiếp tục công việc của mình chát xình chát chát bùm chát xình chát chát bùm vợ con tôi oà lên nức nở tao chẳng vào đâu tao sợ lắm vợ tôi nói con cũng chịu thôi con gái tôi kêu lên phải báo cho sở cảnh sát chàng rể tôi bỗng nghĩ ra khi ba người cảnh sát xông vào buồng tôi tôi vẫn mặc độc một chiếc quần lót tay ôm chiếc gối đứng rậm chân trước gương miệng thì hát chát xình chát chát bùm chát xình chát chát bùm một người cảnh sát ôm ngang lấy tôi vật xuống đất trói lại quẳng vào ô tô và trở vào nhà thương điên thoạt đầu tôi còn định nói các người ơi tôi có điên đâu tôi học nhảy đấy mà nhưng sao tôi nghĩ nếu thế lại càng nguy người ta lại bảo xem đồ ngốc kia hơn 60 tuổi đầu mà còn phải nhục nhã vì một con bé con. Tốt hơn hết là tôi đừng có nói ra, cứ mặc cho họ tưởng rằng tôi điên thật thì cùng lắm người ta cũng còn thương hại tôi. Sau khi đã quyết định nứ vậy, tôi lại tiếp tục giả vờ điên. Ngay cả ở sở cảnh sát và trước mắt các bác sĩ tôi vẫn nhảy cẫng chân lên mà hát, chát xình chát chát bùm. Chát xình chát chát bùm. Các bác sĩ đương nhiên là nghĩ ngay ra được một cái tên pháp, lẫn tinh nào đó để đặt cho căn bệnh của tôi. Thế là đã một năm nay tôi nằm tại nhà thương để chữa bệnh thần kinh. Dần già tôi ít ngâm nga câu, chát xình chát chát bùm, hơn trước. Sắp tới đây tôi sẽ làm ra vẻ như trí khôn đã trở lại và họ sẽ cho tôi xuất viện. Quả tình trí khôn đã trở lại với tôi thật, nhưng quá ư là muộn. Chát xình chát chát bùm, chát xình chát chát bùm. Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa